trình đại nhạc hội thu hình tại Nam California, thì Đỗ Thanh có cơ hội làm việc với trên 5 vũ đoàn và hầu hết là những vũ đoàn người ngoại quốc. Trong chương trình du thuyền hôm nay, Đỗ Thanh cũng đem đến cho quý vị 4 thiếu nữ, cũng là một trong những vũ đoàn của trung tâm Đỗ Thanh Entertainment. Xin mời tất cả vũ đoàn ra sân khấu ạ. Và đây cũng là một nhạc phẩm để nói lên sự rực lửa của mùa hè năm nay. Vũ nữ thăng ghề là một trong những nhạc phẩm để nói về những điều vũ của Latin. Xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi cùng gặp gỡ vũ đoàn Đỗ Thanh Entertainment và nữ ca sĩ Alinda. Chưa nói mê say mà tình đã bay.
Wow, quý vị ơi, dành cho nữ ca sĩ